Hỏi ông mày đã đông rồi. Có gió chưa? Có gió mới đầm nha. Chơi con diều 3 mét luôn. Không có gió nè, đầm. Gió yếu quá không có cộng sao. Dây China hả? À? Nặng quá. Cái này đi lạng hoạng đi qua cái kẽm gai luôn á. Đi xa lắm. Mốt chạy xe đạp chở đi. Ngã dây ra. Né cho bác qua. Anh không có la làng đó nha không? Xa nó không? Sao hướng đó sợ chạy. Gió quá luôn, gió quá trời gió luôn á nha. Lên hả? Gió quá.